Ngày ông táo lên chầu trời, Tết đã đến gần. Mẹ tôi ngồi bó gối bất động, dường như bà đã cạn khô nước mắt. Không khí u ám nặng nề, ban thờ lạnh lẽo khói hương. Cả nhà vẫn quây quần bên nhau khá đông đủ. Thế nhưng không phải trong niềm vui sum họp, giống như tất cả mọi gia đình vào những ngày cuối của một năm. Đêm ấy đã hằn in vào ký ức của chúng tôi một nỗi đau mà trọn kiếp này chẳng thể nào gột rửa. Người đáng thương nhất là mẹ của chúng tôi, chị gái tôi, ngay cả anh trai tôi và tôi nữa, đều bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong suốt một thời gian dài. Điều gì khiến cho mẹ con chị Hoài Phương, có địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, phải khốn đốn như vậy? Chúng ta cùng nghe câu chuyện chia sẻ của chính vị khán giả này trong mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Con về ngay đi. Bố mày xảy ra chuyện rồi. Giọng nói hốt hoảng, đầy lo lắng và căng thẳng của mẹ khiến tôi vô cùng hoang mang. Bố tôi bị ốm, bị tai nạn hay mắc phải căn bệnh hiểm nghèo? Từ trung tâm thành phố, tôi vội vã tạm biệt lũ bạn thân và lời hứa sẽ cùng nhau làm một bữa tất niên để về quê thật nhanh xem có chuyện gì đã xảy ra. Trong khi mọi người, mọi nhà tất bật chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông công ông táo, giữ một bầu không khí ấm áp chuẩn bị đón Tết, vậy mà tôi phải thực thi một nhiệm vụ mà tôi không thể ngờ tới: bắt giữ thủ phạm của một vụ xâm hại tình dục của trẻ vị thành niên. Còn thủ phạm chính là người cha đã sinh ra ba chị em chúng tôi. Khi tôi về tới nhà cũng là lúc anh và đồng đội dẫn giải bố tôi đi. Bốn mắt nhìn nhau, sững sờ, sừng sốt. Hẳn có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, Kiên cũng chẳng bao giờ có thể hình dung một ngày nào đó, trong khi truy bắt tội phạm, anh sẽ lâm phải tình thế này. Bắt giữ chính cha đẻ của người yêu sắp cưới với một tội danh mà tất cả mọi người luôn ghê tởm, căm thù. Mẹ con em chết sững trong đau đớn và tủi nhục. Còn người cha, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nói thật, nếu không phải ông ta là cha em, có lẽ rất nhiều người, trong đó có tôi, sẽ cho ông ta một bạt tai vì không thể kiềm chế. Không chỉ nhơn nhơn nét mặt, ông ta còn lên tiếng thách thức cơ quan chức năng và cho rằng mình chẳng làm gì nên tội. Ngay khi bị dẫn giải đi, người mà chị em tôi gọi là cha còn ngoảnh lại nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt sắc lạnh kẻ cả. Giọng ông xin xít qua kẽ răng: đúng là lũ ngu, ở nhà cô tìm cách đưa tôi ra khỏi nơi sắp bị giam giữ. Mẹ gần như gục xuống, chị gái tôi bật khóc nức nở. Gương mặt anh trai già đi hàng chục tuổi, còn tôi chẳng thể hiểu cơ sự như thế nào, cứ đứng chân chân ở giữa sân. Phương, bây giờ em là chỗ dựa của cả nhà, em hãy vào an ủi mẹ đi. Bố em thật không thể chấp nhận được. Chỉ thương cho mẹ em. Tại sao? Tại sao anh lại là người đến bắt cơ chứ? Chuyện xảy ra ngay trong buổi trưa của ngày mà dân gian vẫn nói ngày ông công ông táo lên chầu trời,
về báo cáo với tình hình dưới hạ giới. Lợi dụng cháu Vi học sinh lớp 9 thích chơi điện tử trên máy tính, thấy cháu đang đi một mình ngoài đường làng sát cổng nhà mình, Lê Điền, cha của Hoài Phương, đã dụ Vi vào nhà cho chơi điện tử và dạy cháu chat. Tại nhà mình, ông ta đã làm cái điều hết sức táng tận lương tâm. Cháu bé bỏ chạy, gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo công an. Cha tôi vốn là kỹ sư hàng hải, về hưu đã lâu. Cái tính trăng hoa sát gái thì ông đã nổi tiếng từ thời trai trẻ. Mẹ tôi bảo rằng bà biết từ hồi họ mới quen. Nhưng lúc vun vào, bạn bè của bà đều bảo đó chỉ là sự thất thường bồng bột của tuổi trẻ. Mẹ tôi đẹp và khéo léo như thế, chắc chắn chính là đối tượng có thể kiềm chế uốn nắn đưa cha tôi trở về quỹ đạo chung phù hợp với mọi người. Thế nhưng mẹ và bạn bè của người tôi yêu đã hy vọng hão huyền. Ông chồng của bà không những không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, mà hành vi ngày càng trở nên trầm trọng. Lúc còn trẻ làm được nhiều tiền, không ít cô gái tự nguyện theo ông, hoặc ông tìm cách chiếm đoạt để thỏa mãn. Ở làng ai cũng biết rõ về chuyện này. Họ cũng biết bà vợ và các con của người đàn ông này rất thất vọng và đau khổ nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ đả động tới chuyện gia đình với người tôi yêu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh có thể thông cảm cho qua mọi sự đàm tiếu, chỉ trích của dư luận xung quanh, những tin đồn thất thiệt về người cha nhiều tội lỗi của tôi. Anh có thể yêu thương, trân trọng tôi bởi chính con người và nhân cách đạo đức của tôi. Tôi đã tin điều ấy, có thể bình yên dựa vào anh mà quên đi mặc cảm mình sinh ra trong một gia đình tai tiếng. Tai tiếng là một chuyện, nhưng một khi đã vi phạm luật pháp với tội danh đã được xác lập lại là chuyện khác. Nói thật, khi nghe thông tin về vụ việc này, tôi đã thấy rất ghê tởm, căm ghét kẻ phạm tội. Tôi hình dung ra sự đau đớn, nhục nhã mà em và những người thân đang trải qua. Nhưng rõ ràng là tôi bất lực, không thể giúp đỡ được bất cứ một điều gì. Mẹ tôi vốn tính nhu nhược. Ngay khi chúng tôi khôn lớn một chút, khi nghe được những thông tin đồn đại về tính trăng hoa quá mức của cha, chị em tôi đã kiên quyết đề nghị mẹ ly hôn. Nhưng mẹ bảo mẹ già rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nên mẹ sẽ tiếp tục vì chúng tôi, với mong muốn chị em tôi luôn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cho dù điều đó chỉ là trên danh nghĩa. Hồi biết tin tôi và Phương quen thân, mẹ và anh chị của em rất mừng. Ngoại trừ ông bố, lúc nào cũng lạnh lùng cau có. Mỗi khi tôi tới chơi hoặc xin phép gia đình đưa em đi đâu đó, mọi người đều rất tạo điều kiện. Sau hơn 3 năm yêu thương, chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới. Theo đó ra riêng, ba mẹ tôi sẽ có cơi trầu chính thức sang nhà em hỏi vợ cho con trai trưởng. Đúng là trong cuộc sống không ai học được chữ ngờ. Mọi việc xảy ra đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Người cha chưa bao giờ trân quý chị em tôi đã biến cuộc sống của mấy mẹ con tôi thành địa ngục. Kể từ hôm ông ta bị bắt, mẹ tôi vẫn đều đặn tuần một lần mang thêm đồ ăn, quần áo, lương thực đến trại tạm giam để tiếp tế. Tôi không biết mỗi lần gặp mặt họ nói với nhau những gì. Mẹ tôi có kể cho cha tôi nghe chuyện con rể cả của ông đã trở nên lạnh nhạt như thế nào khi biết tin ông có hành vi đồi bại xấu xa như thế. Ơ, anh lại đi công tác à? Anh định qua chào bác và tạm biệt em. Thế anh đi có lâu không? Cũng chẳng biết nữa, chắc là sẽ dài ngày đấy. Sao anh lại không cho em biết?
thì cũng có ích gì đâu. Thế có nghĩa là thế nào? Em hiểu rồi. Anh đi đi. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, với biết bao vụ án lớn nhỏ xảy ra hàng ngày hàng giờ trong cái tỉnh nhỏ bé này, tôi đã đối mặt với rất nhiều tội phạm. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một kẻ phạm tội nào lại tỏ ra nhơn nhơn, thách thức pháp luật giống như người đàn ông này. Nhất là khi đứng trước tòa, mặc dù nhân chứng, tội chứng đầy đủ, thế nhưng ông ta vẫn không ngừng chối cãi với những lập luận hết sức tinh quái. Thực ra, nếu không phạm phải tội lỗi tày trời này, cha tôi là người khá giỏi giang. Ông uyên thâm trong mọi lĩnh vực, đàn hay, hát giỏi, lại điển trai. Kỹ năng thuyết trình cộng với vốn sống, vốn hiểu biết rộng là lợi thế cứu nguy cho ông nhiều phen. Ngay cả khi tự biện hộ cho mình về hành vi đồi bại với trẻ em, ông ta cũng viện dẫn lý do nọ, điều khoản kia, hoặc xoáy sâu vào một số tình tiết nhằm làm giảm nhẹ khung hình phạt mà tội danh đã được định rõ trong pháp luật. Án 10 năm tù là kết cục cuối cùng quan tòa tuyên phạt người cha tội lỗi của người tôi yêu. Bản án thích đáng, hợp lòng dư luận và những ai tuân thủ pháp luật. Nhưng hệ lụy phía sau bản án ấy mới là thật kinh khủng. Ngoài cháu bé, nạn nhân không biết tới bao giờ mới thoát khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp ấy. Ngay sau khi tòa tuyên án, chồng của chị gái Phương cũng đệ đơn ly hôn. Lý do anh rể tôi đưa ra trong đơn là do không hợp nhau về nhiều vấn đề trong khi chung sống và không còn yêu thương nhau nữa. Nhưng nguyên nhân sâu xa, những người quen cũng có thể hiểu. Thương hai con nhỏ vô cùng và không phải không còn tình cảm với chồng, nhưng chị gái tôi vẫn quyết định ký vào đơn ly hôn. Chị bảo sống với một người không còn tin yêu trân trọng mình nữa thì chỉ khổ mình, khổ các con. Nhất là khi anh ta đã buông lời miệt thị. Cha cô đến con nít còn không tha thì chắc gì với chị em cô, ông ta đã... Anh trai Phương công tác ở trong quân đội. Sau khi cha bị bắt, cũng xin chuyển công tác tới một đơn vị cách xa thành phố. Ở lại gần nhà chỉ còn người mẹ thường xuyên đau ốm và em. Nhìn cảnh em lủi thủi, đi đâu cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Không phải tội phạm mà phải gánh chịu sự dè bỉu, khinh ghét của mọi người. Tôi thật sự lo lắng và xót xa cho họ. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng từ xa quan sát. Tôi không trách Kiên. Đến người chồng đầu gối tay ấp với chị gái tôi bao nhiêu năm trời, ngay khi gia đình tôi xảy ra sóng gió, anh ta đã phũ phàng buông tay, không cần vợ và cũng không cần cả hai đứa con của chính mình. Ngay cả đến anh trai tôi, con đẻ của mẹ, cũng đang tâm từ bỏ gia đình để mặc mẹ già đau ốm, trốn tránh thực tại. Thế thì việc trở nên lạnh nhạt hay xa lánh, thậm chí từ bỏ tôi, con của một tội phạm bị người đời ghê tởm khinh ghét, cũng là điều đương nhiên. Alo, em à. Anh đang ở đâu đấy? Anh vừa mới về. Chút nữa anh sang nhá. Thôi, anh không phải sang nữa đâu. Chiều nay em phải đi chùa với mẹ rồi. Chắc khuya... À, theo em, chúng mình đừng gặp nhau nữa. Cứ để một thời gian, để anh tự cảm nhận về em. Và ngược lại, em cũng thử thách chính mình.
Thế anh nhá, em đi đây. Alo, alo. Chẳng ai được lựa chọn bậc sinh thành. Sau chuỗi bất hạnh ập đến với gia đình, tôi hay đưa mẹ đi chùa. Ở đây mẹ tôi có thể tĩnh tâm, giải tỏa bớt phần nào những ẩn ức ở trong lòng. Ngắm mẹ giữa không gian cô quạnh mỗi buổi chiều tà nơi chốn cửa Phật, tôi chợt nhận thấy người bị tổn thương nhất không phải là chúng tôi, mà chính là mẹ. Đôi vai gầy guộc, mái tóc dày thêm nhiều sợi bạc, mẹ chẳng bao giờ nhắc đến cha. Nhưng gom góp được đồng nào, mẹ lại tranh thủ đi thăm cha. Tôi được điều động tới nhận nhiệm vụ tại một đơn vị mới mãi tận phía Nam. Trước khi đi, tôi tìm cách gặp Phương, nhưng em vẫn cố tình tránh mặt. Thật sự, tôi không bao giờ muốn có một người cha vợ với lý lịch và nhân cách đen tối giống như cha của em. Song trong sâu thẳm tôi vẫn thương yêu em rất nhiều. Nhìn cảnh hai mẹ con vò võ nương tựa vào nhau trong sự ghẻ lạnh của xóm giềng, chỉ từ xa quan sát tôi đã thấy xót xa. Nhưng mà tôi biết làm gì để giúp mẹ con em đây? May là tôi có công việc. Từ ngày cha tôi bị bắt, chi tiêu trong nhà do một tay tôi lo liệu. Ngoài việc thiết kế thời trang cho một công ty may mặc, tôi còn nhận thêm hàng về nhà để hai mẹ con cùng làm. Năm tháng cứ thế trôi đi. Vài năm sau, khi chuyển công tác, tôi có nghe nói Kiên đã xây dựng gia đình với một cô gái làm giáo viên ở nơi anh đóng quân. Trái tim tôi xe thắt. Nó đau, giống như có một bàn tay vô hình vò xé. Thôi thì mừng cho anh. Tôi lấy vợ thuận theo đúng mong muốn của gia đình. Cho đến khi quyết định, tôi vẫn không thể quên được em, mối tình đầu của tôi. Em giống như sự ám ảnh ngọt ngào và cay đắng. Tôi biết, với tính cách và lòng tự trọng của Phương, cho dù tôi có viết thư, gọi điện hay tìm cách gặp mặt, chắc chắn em sẽ tìm cách trốn chạy cho tới cùng. Tôi đã thử làm như thế nhiều năm và kết quả đúng như tôi dự đoán. Em không còn yêu tôi, em không cần tôi, hoặc là em đã có người khác. Bạn chung của chúng tôi, khi kể về đám cưới, anh đã nói ngay trong đêm tân hôn, Kiên đã uống say mềm. Nó khóc và cứ gọi hoài tên em. Anh ấy có hạnh phúc không? Câu hỏi của tôi khiến mọi người đều trầm lắng. Có lẽ chẳng ai định nghĩa được thế nào là hạnh phúc, nên tôi không có câu trả lời. Con đường mòn ven sông, lâu lắm tôi không đi lại. Ngày hôm ấy sau 5 năm xa cách, và biết được tin anh đã có một tổ ấm, bước chân đưa tôi về chính nơi mà chúng tôi đã từng chung bước. Vẫn là những bông cỏ may sơ xác vì rét, cái lò gạch bỏ hoang nhiều năm vẫn còn đó. Văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa giòn tan. Không là gì thì chúng tôi đã có những năm tháng ấu thơ tươi rói và hồn nhiên bên dòng sông này, thoảng mở trong sương khói chiều cuối đông. Tôi thấy mình vẫn bé nhỏ dại khờ trong vòng tay ấm áp của ai đó. Cảm nhận ấy đã giúp tôi tồn tại trong suốt quãng thời gian đằng đẵng vừa qua. Tôi thì rất nhớ đôi vai run rẩy, sự tuyệt vọng và đau đớn tủi hổ của em chiều hôm ấy. Tôi chỉ biết ôm em, để em tựa vào tôi và không thể nói bất cứ điều gì.
Ngay cả sau này, mỗi khi quá nhớ em, tôi cũng chỉ biết hình dung ra em trong vòng tay tôi như thế. Có quá nhiều kỷ niệm níu giữ. Thế nên khi quyết định lập gia đình, tôi không thể ngờ tôi đã hủy hoại chính bản thân và khiến thêm một người phụ nữ khác phải đau khổ. Bức thư mà tôi nhận được từ một người phụ nữ xa lạ khiến tôi chơi vơi. Cũng là đàn ông, cha tôi là một điển hình về lối sống bản năng, thói ích kỷ, thiếu sự kiềm chế đến bệnh hoạn. Còn người đàn ông trong bức thư mà người phụ nữ kia chia sẻ với tôi lại là một kiểu người thật khác. Chỉ có điều, người phụ nữ xa lạ cũng cho rằng anh ta là một người không bình thường, một bệnh nhân. Người phụ nữ xa lạ đã viết thư cho Phương chính là vợ tôi. Huyền đã vô tình đọc được cuốn nhật ký của tôi. Cô ấy biết nguồn cơn của tất thảy mọi việc và đã giải đáp lý do vì sao tôi chỉ có thể chung nhà, chung giường với cô ấy 3 năm trời mà không thể duy trì tốt mối quan hệ vợ chồng với đầy đủ ý nghĩa của nó. Người chị, người chưa bao giờ biết đến em, nhưng em lại hiểu rất rõ về chị. Chị ơi, hôm nay em quyết định ly dị với chồng em, người chưa từng đụng chạm tới em sau 3 năm chung sống. Phương và tôi từng yêu say đắm và tính tới chuyện hôn nhân. Chúng tôi đã thuộc về nhau, nên hơn ai hết, Phương hiểu tôi ra sao, sức khỏe của tôi thế nào. Khi đọc những điều vợ tôi viết trong thư, thoạt tiên Phương không hề tin. Em tưởng đó là trò đùa trêu hoặc là sự ghen tuông bệnh hoạn của ai đó thêu dệt nên. Cho đến khi em đọc những dòng nhật ký của tôi mà Huyền gửi kèm theo. Ngày, tháng, năm, từng dấu mốc thời gian, khi thì nửa đêm, lúc là sáng sớm. Tất tật những gì diễn ra trong hơn 5 năm qua đều được kiên ghi lại. Nỗi nhớ tôi thường trực trong cuộc sống của anh. Mở mắt ra là nỗi nhớ, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng vẫn là nỗi nhớ ấy. Thì ra anh luôn nghĩ về tôi, hình dung ra tôi ở mọi nơi, mọi lúc. Sự ám ảnh ấy đậm đặc đến mức có nhiều khi anh đã cố gắng tưởng tượng vợ anh là tôi đã có thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng giống như nghĩa vốn có của nó. Nhưng ngay khi vừa mới bắt đầu, anh đã trở nên bất lực vì Huyền không phải là tôi. Trong từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi đều nhớ em, thậm chí hơi thở và nhịp đập trái tim em lúc cận kề bên tôi. Tôi đều nhớ như in. Hơn 3 năm, chỉ một lần duy nhất tôi không thể nhận ra em lúc tôi say. Đúng một lần duy nhất, tôi lầm tưởng vợ tôi chính là em. Còn lại hơn 1.000 ngày xa cách, tôi sống, ăn và ngủ với em bằng sự tưởng tượng.
Nếu chị còn quan tâm và yêu thương anh ấy, xin chị hãy giúp anh ấy. Vì anh ấy là người tốt, em và anh ấy cũng đã thẳng thắn nói chuyện với nhau. Bọn em sẽ chia tay vì anh ấy không muốn tiếp tục làm lỡ dở cuộc đời em. Nhưng nếu không có chị, chắc chắn cuộc sống của anh ấy sẽ tồi tệ lắm. Chị đừng lảng tránh anh ấy nữa chị nhé. Mong muốn của người phụ nữ xa lạ gói gọn trong một câu kết như thế. Tôi lại trở về quê sau chừng ấy năm xa cách. Gia đình tôi đã chuyển theo tôi ngay khi tôi đến đơn vị mới. Vì vậy lần trở về này chỉ với một mong mỏi duy nhất là được gặp lại người đàn bà mà tôi yêu thương. Đêm cuối năm, xe lạnh, tiết trời xứ Bắc càng khiến tôi nao nao. Con đường đê này vẫn thế, rất đỗi thân quen. Gió từ sông Hồng lồng lộng thổi. Ngay sát cái lò gạch có một chỗ khuất gió. Năm nào cũng vậy, sau khi dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, tôi lại ra đây lẳng lặng ngồi vào góc khuất gió ấy để cảm nhận chút ấm áp đã qua từ lâu lắm rồi. Tôi có nên cho tôi một cơ hội nữa hay không? Tôi có nên vứt bỏ sự tự ti, vứt bỏ câu chuyện buồn về một người cha tội lỗi để có được người tôi yêu? Không gian quen thuộc đến nao lòng. Chỉ cần chạm khẽ, tôi sẽ ôm được em. Và tôi sững sờ khi nhìn thấy dáng hình thân quen ấy, vẫn là dáng ngồi bó gối trầm tư trước dòng sông, vẫn là đôi vai gầy guộc run rẩy trước làn gió lạnh buổi chiều cuối đông. Em của tôi vẫn luôn ở đây trong bộn bề thương nhớ và sự đợi chờ. Đến đây hẳn các bạn đã đoán ra kết thúc của câu chuyện. Sau hơn 3 năm xa cách, người đàn ông tên Kiên và người phụ nữ, con gái của một người cha tội lỗi đã gặp lại nhau. Vượt lên sự mặc cảm, tự ti, chị Phương đã cho mình và người mình yêu thêm một cơ hội. Tôi hình dung ra cảnh người phụ nữ nức nở trong vòng tay người yêu của mình trước dòng sông trong những đêm cuối cùng của một năm cũ. Cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc ấy thật bền lâu. Vâng, nhiều nhà đã thả cá xuống sông xuống hồ, mong cho ông Táo đến nơi mang bản trình tấu Ngọc Hoàng với những điều tốt đẹp. Trong thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin gửi tới tất cả các quý vị khán thính giả của chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ lời kính mong một năm mới sắp tới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ và đồng hành của quý vị với chương trình này trong một năm qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này của năm Ất Mùi. Xin chào tạm biệt.